mọi người, mình là Ngọc Anh nè. Hôm nay mình sẽ có một chuyến đi đến thành phố Nha Trang nha. Hiện tại bây giờ là 9 giờ tối, siêu buồn ngủ luôn. Mặc dù là cả đêm, cả đám ngồi cũng hơi mệt trên xe khách. Tuy nhiên buổi sáng đến thì không khí siêu tuyệt luôn. Tuy nhiên có hơi sương mù nha. Địa điểm đầu tiên tụi mình đến khi đến Nha Trang đó chính là Dốc Lết. Chỗ này thì cũng ít người lui đến. Mua vé vào cổng thì tụi mình sẽ được trải nghiệm tất cả các dịch vụ miễn phí như là tắm biển nè, ghế ngồi ngắm bãi biển, tắm hồ bơi hay là mượn khăn tắm miễn phí. Nhưng mà thích nhất là vẫn là lúc về lại phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, ngắm biển xíu nè. Sau đó thì tụi mình lên xe, bắt đầu chuyến hành trình ăn tối trên du thuyền mà tụi mình đã book sẵn trên KK đây rồi. Du thuyền đợt này thì nhìn khá là cổ kính, tuy nhiên là vẫn rất là xinh. Đây là lúc mà anh hướng dẫn viên đang giới thiệu về lịch trình của du thuyền ngày hôm nay gồm có những trải nghiệm gì nè. Sau đó thì tụi mình lên tầng 2 để trải nghiệm các món khai vị hay là các món ăn vặt snack. Cái mình thích nhất đó là không khí ở đây, tụi mình nó vừa ăn nhẹ nè, vừa nghe nhạc nữa. Chu đáo hơn nữa là bên đó còn cho mỗi người một cái ly trà gừng chanh như thế này, tại vì sợ mọi người sẽ say sóng đó. Buổi tối ở đây còn nhìn ra Vinpearl nữa nè. Mà Vinpearl ở Nha Trang thì cũng khá nổi tiếng rồi nè. Đến đây chơi thì các bạn cũng có thể đến chỗ này nha. Và bây giờ thì mình bắt đầu vô nhập tiệc chính nha. Đầu tiên là món khai vị súp nè. Sau đó tới món hào nướng phô mai. Cho món chính thì mình chọn món cá hồi sốt chanh dây. Còn có một cái ít salad nữa nè. Ăn tối trên du thuyền sẽ là phần 1 của clip Nha Trang, các bạn đón xem clip 2 nha. Hello mọi người thấy Nha Trang có đẹp không nè? Thì nếu mà bạn nào có xem cái clip mới vừa rồi, chuyến bay 3 tiếng đất ổn của mình á, thì mình đã đến Đài Loan được khoảng vài tuần rồi, thì mất khoảng một tuần cách ly ở ngoài. Thì hiện tại là mình đã quay lại cái cuộc sống là sinh viên Đài Loan rồi. Mà mặc dù là đang ở Đài Loan rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục edit những cái clip mà lúc mà mình còn ở Việt Nam cho mọi người xem. Thì mới vừa rồi khi mà mình trở về thì mình quay rất nhiều clip luôn, là đồ ăn nè, những cái nơi mà mình đã đi đến, không rồi những cái hoạt động hàng ngày hay là những cái gì mình ăn. Nên là thành ra cái bộ nhớ của máy mình bị full luôn. Nhưng mà rất may mắn là bạn mình có tặng mình nhân ngày sinh nhật là một cái sản phẩm này, iPower. Cái này mình cũng mới vừa biết gần đây luôn. Sau khi mà bạn mình tặng thì mình mới bắt đầu tìm hiểu. Và cái này sẽ có công dụng là sẽ chuyển đổi tất cả các dữ liệu từ trong thẻ nhớ của mình nè vào điện thoại iPhone. Cái này thì có hai đầu, đó là Type-C với lại Type-A. Mình đang xài đầu cáp này, đầu cáp của Type-C. Nên giờ cùng unboxing nha. Thì là các sản phẩm được Apple chứng nhận, có chứng nhận MFI. Ngoài ra còn có thể sử dụng trên iPhone và iPad, sao lưu mã hóa để bảo vệ quyền riêng tư của mình. Cái chỗ để cắm thẻ nhớ, còn đây là cái chỗ để cắm cái Apple nè. Bây giờ mình cùng thử nha. Các bạn lên App Store, sau đó search iPower Backup, download về. Mình gắn thẻ nhớ vào. Sau đó gắn cable vào. Sau khi kết nối với điện thoại thì tất cả dữ liệu ở thẻ nhớ sẽ được chuyển qua điện thoại một cách siêu nhanh chóng luôn. Bây giờ thì cái dữ liệu của mình đang được chuyển sang máy điện thoại nè.
mình thấy siêu đơn giản mà siêu dễ dùng luôn. Chỉ đơn giản vậy thôi á, là tụi mình á đã chuyển hết từ dữ liệu từ cái thẻ nhớ nhỏ vào điện thoại rồi, nên là các bạn trước đây á thì mình thấy á, là mỗi lần mà mình muốn edit clip á thì mình là phải chuyển từ thẻ nhớ chuyển vào máy tính, xong rồi là có thể là error qua điện thoại, nhưng mà mình thấy nó hơi mất thời gian. Bây giờ thì mình có thể chuyển thẳng qua điện thoại luôn, mà nó vừa tiết kiệm thời gian mà vừa thông minh và gọn nhẹ hơn nữa. Và thì mình có thể edit tất cả các clip trên điện thoại rất là gọn nhẹ và rất là nhanh chóng luôn. Bởi vậy nên dạo này á thì cái tần suất đăng clip của mình á nó đều đặn hơn trước. Vì trước đây á thì mỗi lần edit clip nó cũng khó khăn và cũng nặng máy nữa, nên là thành ra là mình ra clip có hơi chậm một xíu. Ngoài ra thì cái thương hiệu sản phẩm này á thì cũng có những cái dòng sản phẩm khác, như là cái phích cắm Duo này All-in-One là các bạn cũng có thể mua để sử dụng cho tất cả các dùng cáp. Hay là nếu như mà iPhone của bạn á thuộc dòng cũ hơn á, thì bạn cũng có thể mua thay A. Và các bạn phải lưu ý một điều này nha, đó là vào ngày 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 ở cái link bên dưới cái phần description của mình á thì sẽ có chương trình khuyến mãi. Nếu như các bạn dùng coupon này và mua trên cái đường link Shopee mình để bên dưới thì các bạn sẽ được giảm giá đó nha. Và đừng quên á, nói cho mình biết là bạn có thích video này hay không, có thấy nó bổ ích hay không. Nếu như các bạn thích á, thì cho mình một like, share. Và đừng quên là nhấn cái chuông để có thể xem được những video tiếp theo của mình. Và nhớ là đừng bỏ qua cơ hội để mua được sản phẩm khuyến mãi siêu rẻ đợt này nha. Bye bye.